Đây là đồ để chúng ta tối nay trình diễn. Lấy vào hai cái sập quần áo và cảm thấy cũng rất là bất ngờ khi mà Ali cũng như chị Phạm Quỳnh Anh đã chuẩn bị cho tất cả mọi người những cái trang phục mà có thể sẽ sử dụng trong buổi biểu diễn. Hi guys. Ban nhạc ơi, có khi phải lên thay luôn rồi. Yeah. Ban nhạc phải thay luôn nha. Ok. Mọi người ơi, chúng ta đang hát thể loại nhạc xưa retro cho nên là những cái quần áo này rất rất là quá quà của người ta. Rất là đúng. Mà bạn đi sale đúng rồi luôn. Okay. Anh nhạc ơi, lên lựa đồ luôn nào anh nhạc ơi. Anh nhạc lên lựa đồ, anh nhạc. Cái này yeah. Có to nhé. Hợp cực kỳ luôn. Lên đây em lựa cho chị. Chắc em là ơi. Ta... Em ơi. Em thích cái đó. Đây. Kéo về giữa. Ê. Từ từ, kéo từ từ. Còn người nữa. Ok. Chị ơi. Sợ quá. Sợ quá đi. Eo ơi, cái đáy kìa. Không được, không được rồi. Không được nhé, không được. Yeah. Quyền với Ali tranh nhau luôn. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với show thời trang ngày hôm nay của Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Bước đi đầu tiên của nữ siêu mẫu Hứa Kim Tuyền. Yeah. Xin chào chú MC Thanh Bạch. Dạ. Rồi đây. Quái dị trong những cái trang phục tự phối. Lâu rồi mới lại có một cái không khí mà quậy tưng lên như thế mà không cần phải suy nghĩ về điều gì cả. Cô gái đến từ nước Liên Xô, Hòa Minh Di. Bài đó cho này mệt ghê luôn á.